Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài xin mời quý vị cùng với chúng tôi chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng tâm tâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếm năng tao ngộ ngã kim kiến văn đấng toàn trì nguyện giải Như Lai chư thiện nghiệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp về hạ thứ 44 của Đức Phật. Thì như chúng tôi trình bày vừa rồi đó, là trong hạ này đó, Đề Bà Đạt Đa sau khi mà biết những cái lỗi lầm của mình, nhất là tạo những cái tội ngũ nghịch đó, như làm thân Phật chảy máu, phá hợp tăng, vân vân, nên trở về để sám hối Đức Phật, nhưng mà lại bị đòi xuống địa ngục A Tỳ, phải trả những cái nghiệp đó, nhưng nhờ nghiệp lành xuất gia. Mà sau này 100.000 kiếp sau sẽ tái sanh thành Phật Bích Chi, tức là Phật Độc Giác. Trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật Ngài thọ ký cho Đề Bạc Đa là thành Phật trong tương lai. Thì chúng tôi cũng có nói đối với những cái vị mà phát tâm thọ tâm với quân trai hay là xuất gieo gieo duyên á, đó là gieo cái nhân lành được giải thoát. Rồi hôm nay chúng tôi xin nói tiếp về mùa hạ này đó. Thì lúc đó Đức Phật Ngài sắp đi du hành về phương Bắc, thì có một quan đại thần của vua A Xà Thế đến xin thỉnh ý Phật. Vị đại thần này đó, sau khi đến đảnh lễ Phật rồi, trình bày ý của vua, muốn cử binh đánh cái xứ Vajri ở phía bắc sông Hằng để mở mang bờ cõi cũng như là phát triển giao thông kinh tế. Thay vì trả lời câu hỏi của vị đại thần này đó, Đức Phật Ngài mới quay lại hỏi Ngài A Nan đứng sau lưng Phật. Thì Đức Phật hỏi rằng là: Nè A Nan, thầy có nghe dân chúng xứ Vajri thường hay tụ họp đông đảo để bàn chính sự hay không? Thì Ngài A Nan bạch với Phật rằng là: Bạch Thế Tôn, con nghe nói dân chúng ở xứ đó đó cùng nhau tụ hội đông đủ để đàm luận về chính sự. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng như vậy đó, thì xứ này đó vẫn còn cường thịnh. Ông nên biết là có khi họ hội họp với nhau để đàm luận họ có đoàn kết trên dưới một lòng hay không. Thì Ngài Nam mới bạch Phật rằng: Con nghe họ rất là hòa thuận, đoàn kết với nhau. Thì Đức Phật Ngài mới giải đáp là: Vậy á, chắc chắn xứ này vẫn còn cường thịnh. Rồi Đức Phật hỏi tiếp á: Dân của xứ này có tôn trọng những pháp chế và luật lệ được ban hành hay không? Thì Ngài A Nan bạch với Phật rằng là: Con nghe họ nói họ rất tôn trọng những pháp chế và luật lệ đã ban hành. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng: Như vậy đó,
chắc chắn xứ này vẫn còn cường thịnh. Và Đức Phật ngài hỏi thêm với ngài A Nan là ông có biết dân chúng xứ đó đó có còn kính trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng hay không? Thì ngài A Nan bạch với Phật rằng con nghe họ rất là kính trọng, nghe lời những bậc tôn trưởng của họ. Thì Đức Phật ngài mới nói như vậy đó, nước họ vẫn còn cường thịnh. Rồi Đức Phật ngài hỏi tiếp, như vậy thầy có nghe trong nước có những vụ bạo động, trộm cướp giữa hại lẫn nhau hay không? Thì Đức Phật ngài hỏi như vậy đó, ngài A Nan mới bạch Phật rằng là bạch Thế Tôn, những cái vụ mà bạo động, trộm cướp giết hại lẫn nhau rất ít khi xảy ra. Thì Đức Phật ngài mới nói vậy á, xứ này vẫn còn cường thịnh. Rồi ngài hỏi thêm, thầy có nghe dân xứ này có biết bảo vệ tông miếu và di sản của tu tiên hay không? Ngài A Nan mới bạch Phật rằng là giờ con vẫn nghe họ vẫn còn biết bảo vệ tông miếu và di sản của tu tiên. Thì Đức Phật ngài mới nói như vậy đó, dân xứ này có đức độ ha, nên xứ này vẫn còn cường thịnh. Rồi Đức Phật ngài hỏi tiếp, thầy có nghe dân chúng ở xứ này biết tôn kính cúng dường và chịu học hỏi theo các vị thánh nhân tu sĩ hay không? Ngài Nam bạch với Phật rằng là bạch Thế Tôn, cho đến ngày nay họ vẫn rất tôn kính, thường cúng dường và thích học hỏi với các thánh nhân tu sĩ. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng vậy đó, thì chắc chắn xứ này vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy đồi. Và đối với ta xưa kia đã có dịp chỉ dạy cho những người lãnh đạo ở Vesali về 7 yếu tố để giữ gìn cho quốc gia không bị suy thoái, gọi là thất bất thoái pháp. Thì đây đó, qua cái câu hỏi của một vị đại thần, đại thần của vua Xà Thế, thỉnh hỏi coi Đức Phật nghĩ sao là nhà vua định dẫn quân qua xâm chiếm cái xứ khác, xứ Vajji, nên Đức Phật ngài không có trả lời trực tiếp. Đây là cái cách thức mà Đức Phật ngài tránh, không có muốn trực tiếp mà khuyến khích vua xứ này xâm chiếm vua xứ khác vân vân. Ngài trả lời một cách gián tiếp, rồi tự những người đó đó họ quyết định với nhau. Đối với người tu thì không thể nào là làm đại sứ hay là đưa thư cho quân trận xứ này quân trận xứ khác, từ xứ này qua xứ khác, đừng nói chi là vai trò của Đức Phật. Vì họ cũng rất là tôn kính Đức Phật nên họ mới thỉnh hỏi Đức Phật như vậy ha, như là vua Xà Thế đó. Nhưng mà Đức Phật này không có muốn trả lời trực tiếp có nên đem quân qua đánh xứ Vajji hay không, mà Đức Phật hỏi ngài A Nan trước mặt ông quan đại thần á, của vua Xà Thế đó. Thì để ngài A Nan trả lời đó, rồi tùy theo ông quan đại thần hiểu rồi về tâu với nhà vua rồi tự họ quyết định. Thì trong đây đó là cũng cái bài pháp rất là hay cho mỗi Phật tử chúng ta đó. Giả sử như nếu chúng ta có những người bạn ha, người bạn đạo, người bạn đời, bất cứ ai đó mà hỏi tôi có nên giận người đó hay không, tôi có nên làm việc này việc nọ hay không, nói chung là những bất cứ gì mà họ hỏi mình ý kiến của mình á, để coi họ cái cách mà đối xử với những cái người khác thế nào, nhất là nếu họ có cái tâm ý xấu á. Ví dụ đơn giản, giả sử như người A mà người đó là Phật tử chúng ta chẳng hạn, hay là người bạn đạo bạn đời của chúng ta, đến hỏi chúng ta coi họ rất là ghét cái người B đó, đúng không?
thì họ muốn thưa kiện hay muốn hại cái người B vân vân á. Đối với Phật tử chúng ta đó, đừng bao giờ mình vốp vô chen chân vô những cái chuyện đó, đó sau này cũng sẽ lãnh hậu quả ha. Cho nên tốt nhất á, mình đứng ra ngoài cái sự tranh chấp, bất cứ sự tranh chấp gì thì đỡ cho mình. Chứ bằng không á, nếu mà họ tin mình, họ nghe mình, hoặc là nhất là ở Mỹ này vấn đề mà gọi là liability á, nếu mà mình khuyến khích họ, chỉ dẫn cho họ, hoặc là bằng lời nói, hoặc là viết lách hay email rồi đó, sau này nếu không có gì thôi, nếu có chuyện gì họ quay trở lại tìm mình. Nên đối với người Phật tử chúng ta ha, dẫu xuất gia tại gia, bất cứ sự tranh chấp gì đó, nếu mình khuyến khích họ cởi mở với nhau ha, hòa giải với nhau thì tốt. Còn nếu mà họ hỏi mình những cái cách thức để hại người khác á, tốt nhất á, im lặng, tốt nhất là mình bước ra trong cái sự tranh chấp đó đó, hoặc là nói khéo léo để mình không có involve trong đó. Nên đây là cái lời rất là khéo của Đức Phật ha. Đức Phật Ngài không có trả lời trực tiếp cho ông Quan Đệ Thần này, mà Ngài chỉ hỏi Ngài Anan để cho Ngài Anan trả lời. Rồi từ đó ông Quan Đệ Thần mới suy luận, xem xét rồi về tâu của nhà vua, rồi họ tự họ quyết định. Thì đó, trở lại những câu hỏi của Đức Phật, Ngài nói rằng Ngài hỏi Ngài Anan, thứ nhất là dân chúng đó có thường hội họp đông đảo để bàn chính sự hay không. Thứ hai là khi mà hội họp đông đảo với nhau bàn luận thì họ có đoàn kết trên dưới một lòng hay không. Đức Phật Ngài hỏi tiếp là dân chúng đó, đó có tôn trọng luật pháp hay không, luật pháp mà họ có ban hành đó. Rồi Ngài hỏi tiếp là dân chúng đó đó họ có kính trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng hay không. Rồi dân chúng ở xứ đó đó họ có những cái vụ bạo động trộm cướp giết người với nhau hay không. Rồi dân chúng xứ đó đó họ biết bảo vệ giữ gìn tông miếu di sản của tổ tiên họ hay không. Rồi dân chúng xứ đó đó họ có biết tôn kính cúng dường và chịu học hỏi theo những vị thánh tu sĩ hay không. Thì Đức Phật Ngài hỏi một loạt những câu hỏi đó đó, thì Ngài Anan mới bạch với Phật rằng á, dân chúng này đó ở xứ đó đó thường hội họp đông đảo, rồi họ thường đoàn kết trên dưới một lòng, họ thường theo những cái luật lệ ở xứ đó được ban hành, họ thường kính trọng những bậc tôn trưởng của họ, ít có khi mà xảy ra những vụ bạo động trộm cướp giết hại với nhau. Họ biết bảo vệ tông miếu di sản tuệ tiên, và họ cũng biết cúng dường và chịu học hỏi theo những thánh nhân tu sĩ. Thì Đức Phật Ngài sau khi nghe Ngài đang trả lời từng câu hỏi đó, Đức Phật Ngài cũng nói rằng như vậy đó, chắc chắn là nước đó vẫn còn cường thịnh. Rồi đó, dựa vào những cái câu hỏi của Ngài Anan mà Phật trả lời, rồi Ngài mới nói tiếp á, là lúc xưa Ngài cũng chỉ dạy cho những người lãnh đạo của xứ Vaisala về 7 cái yếu tố mà gìn giữ cho quốc gia không bị suy thoái. Là điều thứ nhất là thường hội họp với nhau, thứ hai là hòa thuận và đoàn kết, điều thứ ba là tôn trọng những cái luật lệ đã ban hành, điều thứ tư là biết kính trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng, điều thứ năm là không có bạo động với cấp trên hoặc là hiếp đáp cấp dưới, rồi điều thứ sáu biết bảo vệ di sản của tổ tiên, rồi điều thứ bảy là tôn kính và học hỏi những cái vị hiền thánh. Đó là 7 cái pháp, 7 cách thức mà giữ gìn cho quốc gia không bị suy thoái ha. Nên Đức Phật Ngài nói đó, nếu mà dân chúng ở xứ Vai Chi đó đó làm theo và đang làm theo những cái điều này thì chắc chắn xứ họ vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy yếu. Và
Sứ Maganda là sứ của vua Asate đó, dù có binh hùng tướng mạnh đi nữa đó cũng rất là khó mà đánh chiếm được. Đây đó, chúng ta thấy ha, hiếm khi mà Đức Phật ngài bàn những chuyện thế sự, nhất là chính trị, mà ngài chỉ dẫn cho những người lãnh đạo của những cái xứ thời bấy giờ đó, thời Đức Phật còn tại thế đó, những cách thức mà để cho xứ sở được cường thịnh ha, được hưng thịnh đó, nên ngài mới nói về bảy cái điều này. Thứ nhất là trong xứ đó họ thường hội họp với nhau ha, mà khi họ họp là hòa thuận, đoàn kết trên dưới một lòng, rồi phải biết tôn trọng những cái luật lệ mà đã được ban hành, rồi phải biết tôn kính, nghe lời những cái bậc tôn trưởng với nhau, rồi không có bạo động với cấp trên hay là hiếp đáp những người cấp dưới. Rồi đến điều thứ sáu là biết bảo vệ, gìn giữ tài sản, di sản của tổ tiên, của giống nòi. Và điều thứ bảy là biết tôn cộng, học hỏi với những cái vị thiền thánh. Đó là cái pháp mà để cho giữ gìn một cái quốc gia được cường thịnh. Nên chúng ta thấy đó, bất cứ việc gì xảy ra, tất cả đều phát xuất bên trong. Nếu bên trong nội bộ mà có sự đoàn kết trên dưới một lòng, biết kính trọng, biết nhường nhịn, biết hỗ trợ, biết lo lắng với nhau, rồi bảo vệ tài sản của cái di sản của ông bà tổ tiên, cũng như là biết tôn trọng những bậc hiền thánh đó, thì dân chúng xứ đó ha, nước đó vẫn còn cường thịnh. Chính bản thân mỗi chúng ta cũng vậy, trong một cái gia đình, nếu mà anh chị em thường xuyên gặp mặt với nhau, biết hòa thuận trên dưới một lòng, thương tưởng với nhau, kính trọng với nhau, biết giữ gìn tài sản của cải của cha mẹ ông bà tổ tiên, biết kính trọng người hiền, thì đó là gia đình đó, con cháu của gia đình đó đó thì sẽ được duy trì lâu dài hơn. Nhất là trong cuộc sống ở Mỹ đây ha, chúng ta thấy rất là nhiều gia đình, nếu mà mình quan sát gia đình nào mà có bữa cơm tối với nhau, hoặc là cuối tuần họ gặp mặt với nhau, anh chị em gặp mặt với nhau, hoặc là cha mẹ cùng với con cái có những bữa ăn tối ha, hoặc những bữa ăn gia đình vân vân, thì gia đình đó đó có sự đoàn kết tinh thuận duy hòa đó, thì con cháu nó sẽ quây quần với nhau không những đời này và đời sau. Còn nếu mà gia đình nào đó mà mặc vợ làm việc này, mặc chồng làm việc khác, rồi cha mẹ làm việc này việc nọ, rồi con cháu không có buổi ăn gia đình, cha mẹ ăn uống một góc, con cái ăn uống một góc, rồi đương nhiên sau khi mà con cái mà lớn lên, khi mà đi học đại học chẳng hạn, rồi khi họ bận rộn trong công ăn việc làm, họ có cuộc sống riêng, thì thực sự mà rất là khó mà họ trở về với cha mẹ ha, với gia đình, và ngay cả anh chị em cũng vậy. Nếu không có một cái sự đoàn kết, không sự hỗ trợ với nhau, không có cái tình với nhau lúc mà còn nhỏ đó, thì lúc mà lớn tuổi đó, có công ăn việc làm, có gia đình rồi đó, có gia đình của mỗi cá nhân đó, rất khó mà họ trở về lại hội họp với nhau nữa. Đây là điều mà chúng tôi nhìn nhận rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Và ở xứ Mỹ này rất là hiếm khi mà cha mẹ con cái có những buổi ăn tối hay là hội họp với nhau cuối tuần vân vân. Đa phần là mỗi người mỗi hướng thôi.
Nên trong cái dịp mà COVID-19 á, mặt trái đó đương nhiên gây ra rất là nhiều cái sự khổ đau, bệnh tật cho biết bao nhiêu hàng triệu người trên thế giới, nhiều người mất công ăn việc làm vân vân. Nhưng trong cái gì cũng vậy đó, có hai mặt, mặt trái mặt phải. Mặt phải của nó đó là cũng nhờ cái nhân duyên đó mà vợ chồng con cái cha mẹ anh chị em hội tụ với nhau, ở nhà với nhau, có cơ hội gặp mặt với nhau thường xuyên hơn. Nhưng đối với chúng ta ở xứ Mỹ này, xứ Tây Phương này, gần như là rất là quen với cái cuộc sống là mỗi sáng sớm thức dậy, tuy rằng ở trong nhà chung nhưng mà mỗi người mỗi hướng đi làm, đi học vân vân. Nên đôi khi nếu mà không có quý cái sự đoàn kết, cái sự họp mặt hay là một những cái buổi ăn tối của gia đình, họp mặt của gia đình đó, thì khi mà qua cái cơn COVID-19 rồi, nhất là bây giờ đó ha, thì mỗi người mỗi hướng, rồi mỗi người mỗi chuyện làm, rồi không có một cái tình với nhau ha. Thì trở lại đó, ở đây đó Đức Phật Ngài không có bàn chính sự, nhưng Ngài dạy những cách thức để mà duy trì một cái xứ sở quốc gia cường thịnh ha. Nhìn chúng ta thấy đó, thời vua Trần có hội nghị Diên Hồng á, nhờ hội nghị Diên Hồng mà đoàn kết trên vua quan dưới đến dân chúng á, cho nên mới bảo vệ được đất nước á. Nên ở đây là rất hiếm khi mà Đức Phật Ngài nói về chính trị, rất hiếm khi Ngài nói về những việc chính sự, nhưng mà đây là cũng là một bài pháp cho những người lãnh đạo và ngay cả cho chính bản thân chúng ta trong cái gia đình, trong một cái xứ sở, trong cái cộng đồng ha. Rồi sau khi mà nghe Đức Phật Ngài giải thích cho Ngài A Nan những cái điều đó và Ngài nhắc lại bảy pháp bất thối đó, bảy cái pháp để cho một cái xứ sở được cường thịnh đó, vị đại thần của vua Xà Thế mới bạch với Phật rằng á, bạch Thế Tôn, dân chúng Va Tri chỉ cần thực hành một trong vài điều này cũng đủ làm cho nước họ cường thịnh rồi, huống chi là họ thực hành cả bảy cái pháp này. Bạch Thế Tôn, con nghĩ vua A Xà Thế không thể thắng được dân chúng xứ Va Tri bằng vũ lực. Nhà vua chỉ có thể thắng họ nếu gieo mầm mống chia sẻ trong giới lãnh đạo của họ. Rồi con xin cảm tạ Đức Thế Tôn, con xin lui về triều. Thì sau khi mà vị đại thần này đi ra rồi đó, rời khỏi chùa, thì Đức Phật mới nói với Ngài A Nan á, ông đại thần này á, có nhiều mưu trước lắm, chắc chắn trong tương lai vua Xà Thế sẽ cử binh rồi đánh chiếm cái xứ này. Thì ở đây đó chúng ta thấy những vị vua quan càng có nhiều quyền, có nhiều thế chừng nào á, thì càng muốn làm dụng những cái quyền thế đó. Như hồi xưa ha, thì một cái xứ lớn ha, dân quân xâm chiếm xứ nhỏ ha. Rồi trong hiện tại cũng vậy ha, chúng ta cũng thấy đó, giờ đang có chiến tranh ở bên Đông Âu ha, giữa Nga và Ukraine đó ha. Thì đôi khi mình thấy đó, cuộc đời là vậy ha, cá lớn nuốt cá bé, lúc nào cũng tạo nghiệp với nhau thôi. Nên nếu không có biết nhân quả ha, nếu không có giữ được cái tâm thanh tịnh, tâm hiền lành á, thì mình rất là dễ tạo nghiệp xấu. Khoan nói xứ này xâm chiếm xứ khác, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, trong gia đình đôi khi anh em hiếp đáp với nhau, chèn ép với nhau rồi đi vô làm việc trong hãng xưởng, nếu có quyền có thế
thì chèn ép những người dưới quyền dưới thế mình, mình nói là politics á, rồi ngoài cộng đồng cũng vậy, ngoài xã hội cũng vậy, nên càng có cái quyền cái thế cao chừng nào đó càng dễ dàng lạm dụng để mà chèn ép người khác. Nên khi mình có quyền có thế mà chèn ép người khác thì chắc chắn khi mình ngã ngửa đó thì sẽ bị chèn ép lại, bị hãm hại lại, cứ cái dòng luẩn quẩn đó. Nên ở đây Đức Phật Ngài biết ông đại thần này tuy rằng nói vậy đó, nhưng mà không phải vậy, có rất là nhiều mưu trước thì trước sau gì á, ông ta cũng khuyến khích vua A-xà-thế mà dẫn quân đánh chiếm cái xứ đó. Rồi hôm đó đó Đức Phật Ngài bảo Ngài A-nan cho triệu tập tất cả chư tăng có mặt ở thành Vương Xá và những cái vùng phụ cận về núi Linh Thú. Thì trong vòng 3 ngày đó có 2.000 vị tăng ni trở về núi Linh Thú. Thì vào buổi chiều tối đó Đức Phật Ngài mới dạy cho chư tăng ni đó: này các thầy, Như Lai đã lớn tuổi rồi, sức khỏe đã giảm, không còn được như xưa, nên hôm nay ta mời các thầy hội họp lại ở đây để chỉ cho những cái pháp giữ gìn chánh pháp và tăng đoàn không bị suy thoái. Các thầy nên lắng nghe cho kỹ. Điều thứ nhất là phải nên thường xuyên gặp mặt với nhau trong các buổi hội họp đông đủ để cùng nhau học hỏi về chánh pháp. Điều thứ hai là khi đến họp với nhau phải có tinh thần hòa hợp đoàn kết, và lúc chia tay cũng với tinh thần hòa hợp đoàn kết. Điều thứ ba là phải cùng nhau tôn trọng và sống theo tinh thần pháp chế và giới luật đã được ban hành. Điều thứ tư là biết tôn trọng và vâng lời các bậc trưởng lão đạo đức có kinh nghiệm trong tăng đoàn. Điều thứ năm là phải có nếp sống thanh đạm giản dị, đừng để bị lôi cuốn vào tham dục. Điều thứ sáu là biết quý trọng sự im lặng. Điều thứ bảy, thường xuyên an trú trong chánh niệm để giữ tâm an lạc giải thoát, làm chỗ nương tựa cho những cái bạn đồng tu. Đức Phật Ngài dạy cho chư tăng những cái pháp để cho tăng đoàn được hưng thịnh ha. Nên Đức Phật Ngài nói rằng là chừng nào mà bảy pháp đức thói này đó còn được thực hành đúng đắn thì chánh pháp được hưng thịnh và giáo đoàn không có bị suy thoái, không có một yếu tố nào bên ngoài có thể phá hoại được tăng đoàn, chỉ có những phần tử bên trong tăng đoàn mới làm cho tăng đoàn tan rã mà thôi. Cũng giống như con sư tử chốn sơn lâm ngạo quỷ, không có một cái loài nào dám đến ăn thịt nó, chỉ có những con ký sinh trùng phá sinh từ bên trong cơ thể của sư tử mới ăn thịt từ sư tử mà thôi. Các vị hãy bảo vệ chánh pháp bằng cách sống theo bảy pháp bất thối đó, đừng bao giờ tự biến mình thành loài côn trùng trong cơ thể của con sư tử ha. Điều này Đức Phật Ngài dạy rất là thiết thực, rất là rõ ràng. Đức Phật Ngài nhắc là bất cứ lúc nào nếu mà tăng đoàn người xuất gia đó thực hành được bảy cái pháp bất thối đó thì chắc chắn tăng đoàn sẽ được hưng thịnh, không có ai phá được tam bảo được hết. Nhưng nếu không có hành trì đúng thì tự biến hóa chính mình, làm loài côn trùng ăn thịt sư tử. Nên chúng ta cũng nghe câu ha, trùng sư tử ăn thịt sư tử đó, còn những loài khác không có dám ăn thịt sư tử cũng vậy. Chỉ người mà trong đạo, sống trong đạo, dẫu
người xuất gia dỗ người tại gia nếu không làm đúng lời Phật dạy đó, đó nhất là bảy cái pháp bất thối này đó, thì tự hủy hoại mình, chứ người khác không có thể nào mà hại mình được, phá được tăng bảo. Nên bảy cái điều này đó Đức Phật ngài nhắc, điều thứ nhất là thường xuyên hội họp với nhau, khi hội họp với nhau bàn luận về chánh pháp, học hỏi với nhau về chánh pháp, chứ không phải hội họp với nhau để ăn uống, để đàn ca hát xuống. Thứ hai là khi hội họp á, thì phải có sự đoàn kết trên dưới một lòng, để mà tu tập trong tinh thần lục hòa, sáu hòa hợp á. Và điều thứ ba là phải tôn trọng, sống theo tinh thần pháp chế của giới pháp mà Phật đã ban hành. Và điều thứ tư là phải biết tôn trọng những cái bậc trưởng thượng có đạo cao đức trọng trong tăng đoàn. Và điều thứ năm là đối với người xuất gia phải có cuộc sống thanh đạm giản dị, chứ không để năm cái dục lạc nó lôi kéo. Rồi điều thứ sáu cũng vậy đó, phải biết giữ cái sự im lặng, tôn quý sự im lặng. Điều thứ bảy cuối cùng là phải biết an trú trong chánh niệm, để giữ tâm thanh thản an lạc, thanh tịnh, giải thoát, để những người khác nương vào mình mà tu tập ha. Đây là những cái điều rất là quan trọng đối với một người xuất gia, và ngay cả Phật tử với nhau cũng vậy. Khi đến chùa, nếu chúng ta không khuyến khích với nhau được thì thôi, chúng ta cố gắng đừng có nói những cái điều nào mà khiến cho Phật tử chán nản hay buồn phiền, rồi họ bỏ chùa bỏ đạo. Thì đương nhiên cái chính nhất là những bài pháp, những sự hướng dẫn của quý thầy quý cô, mà bên cạnh đó đó, đối với Phật tử đối xử với nhau đó, cũng là một cái nhân tố để Phật tử thường xuyên đến chùa hay không. Đôi khi vì một cái sự xích nhất nhỏ nhặt nào đó giữa Phật tử này Phật tử khác, rồi nhiều khi vì một câu nói của một Phật tử này Phật tử nọ đó, khiến cho họ có sự xích mích, họ không chịu đến chùa. Và ngay cả cái cách mà cúng dường tam bảo, cúng dường hoa quả trái cây, hay là nấu đồ chay để lo cho những buổi đại lễ chẳng hạn, hay sắp xếp xe cộ vân vân, có rất là nhiều vấn đề. Nên chúng tôi thường nói đó, ngôi chùa là một cái tiểu xã hội, đầy đủ thành phần đến ngôi chùa. Thì nếu chúng ta có cái sự đoàn kết, chúng ta có sự nhường nhịn, chúng ta có sự tôn trọng, tôn kính các bậc trưởng thượng, các bậc tôn túc, chúng ta theo giới pháp Phật dạy, chúng ta biết nhường nhịn với nhau, chúng ta biết mà khuyến khích với nhau tu tập, thì chắc chắn là chúng ta tăng trưởng công đức phước báo của mình. Còn nếu mà chúng ta nói ra nói vô, nói lời thị phi, người này tu thế này, người kia tu thế nọ, vân vân, làm cho họ thối thất, đó là mình cũng tạo nghiệp xấu đó ha. Vì nhất là đối với tăng đoàn với chư tăng á, chư tăng là bốn vị trở lên, một trong những cái tội nặng nhất trong đạo Phật đó là tội gây chia rẽ tăng đoàn, mà Đề Bạt Đạt Đa phạm trong cái tội đó, cho nên bị đọa địa ngục vậy đó. Cho nên đối với Phật tử xuất gia cũng vậy, tại gia cũng vậy, đừng bao giờ mà mình nói lên những cái điều gì mà khiến ra chia sẻ tăng đoàn. Nên lý do tại sao mà Đức Phật lại có chế ra cái giới, bên Nam Tông cũng vậy, Bắc Tông cũng vậy đó, không có cúng dường riêng nếu mà cái ngôi chùa đó có nhiều chư tăng. Vì nếu mình cúng dường riêng thì nhiều khi những vị khác có gây cái sự mà hiềm khích hay là cái sự đố kỵ. Nên nếu có tăng chúng đông mình cúng dường chung. Còn đương nhiên là nếu ngôi chùa có một thầy hai thầy cũng quan trọng, chính nhất là làm sao
từng gây cái sự bất hòa giữa chư tăng và gây sự bất hòa giữa Phật tử với nhau. Vì đối với chúng ta đó, quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật chúng ta biết ha, đấng đại giác ha, đấng đã chứng ngộ ha, bậc Lượng Túc Tôn ha, rồi giáo pháp thanh tịnh lành thiện giải thoát ha, còn chư tăng là đoàn thể tăng già thanh tịnh. Nếu mà chúng ta có những cái lời nói, có những cách thức gây chia sẻ chư tăng, chư tăng là một tăng đoàn á, là có 4 vị trở lên, nếu mà gây chia sẻ như vậy đó là không còn tăng đoàn nữa, riêng rẽ như vậy đó thì đó là mình tạo cái tội, cái nghiệp là phá hộp tăng rất là nặng. Vì nếu không còn tăng đoàn, không còn tăng bảo, mà không còn tăng bảo thì không còn tam bảo trụ trì thế gian này nữa, nên chúng ta phải cẩn thận lời ăn tiếng nói ha, đối với Phật tử với nhau. Nên những cái điều này rất là quan trọng, nếu chúng ta hiểu rõ thì chúng ta sẽ cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, không có nói chuyện thị phi, nói xấu người này, nói xấu người khác trong chùa. Chúng nào chúng ta cố gắng giữ cái tâm thanh tịnh, tâm lành thiện, khi thấy ai tu tập được cái pháp nào, mình khuyến khích họ tu ha. Nếu thấy họ có lỗi lầm gì đó, nếu mình có duyên với họ đó, thì mình phải nên nói khéo. Vì tâm lý con người á, không có ai muốn phơi bày những cái lỗi xấu của mình hết trơn á. Nên dẫu khi mà mình thân thiết với họ, mình biết họ rõ đó, giả sử mình biết họ có những lỗi lầm đó, thì phải nói đúng thời đúng lúc, nói khéo để họ không có bị tổn thương hay chạm tự ái. Thì có nói như vậy, cách xây dựng như vậy đó, thì sau này đó họ nhận thức được, họ thay đổi hay sửa chữa rất là kính quý mình. Còn nếu mình, dẫu mình biết họ có lỗi đó, nhưng mà mình thô tháo sổ sàng, mình nói thẳng, khiến cho họ bị tổn thương ha, chạm tự ái, thì nó phản ứng ngược lại, rồi gây cái sự bất hòa trong chùa, gây sự bất hòa giữa mình với người khác. Và điều này cũng ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình mình cũng vậy thôi ha. Nên khi thấy người khác có lỗi lầm gì đó, mình phải xem xét kỹ coi, chính nhất là tâm mình có giữ cái sự bình thản, thanh tịnh, bình đẳng hay không. Còn nếu tâm mình lúc đó mình bực tức họ, dẫu họ sai mà tâm bực tức họ, mình nói xấu họ, là chính là mình sai. Nên Lục Tổ mới nói đó, khi mình nói lỗi người khác, khi mình mở miệng nói lỗi người khác chứ là mình sai rồi. Nói sai chỗ là nếu mình nói cái tâm tức giận, tâm muốn nói xấu họ đó, nên trở lại đây đó, tôi muốn nói cái điều là rất là thiết thực đối với quý Phật tử chúng ta. Chúng ta cố gắng bòn phước, cố gắng giữ gìn công đức, cái phước báo của mình, ở nhà cũng vậy, ở đến chùa cũng vậy, thì chúng ta cố gắng dẹp bỏ cái sự thị phi với nhau, cố gắng khuyến khích tu tập với nhau ha. Người ta có làm xấu làm tốt gì cái chuyện người ta, nếu mà chúng ta có đủ cái nhân duyên, chúng ta có thể khuyên lơn họ một cách khéo léo ha, để họ không bị tổn thương, để họ không bị mặc cảm, bị mất mặt đó. Thì đó là cách mà chúng ta giúp người khác, chứ bằng không á, là mình sẽ làm người khác mặc cảm, rồi mình cũng tổn hại công đức phước báo của mình. Thì ở đây đó, trở lại Đức Phật Ngài dạy 7 cái pháp mà để tăng đoàn được đoàn kết, và cái chính yếu nhất là phải thường xuyên hội họp với nhau, phải trên dưới một lòng, phải đoàn kết theo lục hòa đó ha, như chúng ta biết ha, như là giới hòa đồng tu ha, lợi hòa đồng quân, khẩu hòa vô tránh, vân vân ha. Và phải biết tôn trọng, biết kính trọng những cái bậc tưởng thượng,
vật đạo cộng đức trọng. Và chính bản thân mình phải biết sống một cuộc sống giản dị, đừng có để những cái năm dục nó lôi kéo, nó trói buộc mình. Và để như vậy đó thì phải lúc nào cũng nên hành trì, hành thiền quán, niệm Phật, vân vân. Thì có sự hành trì đó đó, thì tâm mình mới giữ được sự thanh thản an lạc, sự định tĩnh được. Chứ nếu mà không sự hành trì thì dẫu mình có hiểu Phật pháp nhiều bao nhiêu nữa đó, nó cũng không có được lợi lạc nhiều. Nhất là chúng ta biết qua cái bài kinh Lăng Nghiêm ha, một trong lý do tại sao mà Đức Phật ngài thuyết kinh Lăng Nghiêm, thuyết thần chú Lăng Nghiêm là cũng từ ngài A Nan mà ra. Ngài gần như là nghe bất cứ cái pháp nào của Phật dạy đó đều nhớ hết. Nhưng mà ngài ý lại, không có hành trì, ngài nghĩ rằng trước sau gì Đức Phật sẽ ban cái pháp giải thoát cho ngài. Nhưng mà khi gặp nàng Ma Đăng Già đó thì ngài bị mê mờ, vì không có định lực, không đủ trí huệ. Nên qua cái kinh nghiệm đó đó, chúng ta thấy đó, đối với bất cứ tôn giáo nào thì không có nói, mà đối với đạo Phật cái việc mà hành trì rất là quan trọng. Mình hiểu đạo rồi mà phải ứng dụng hành trì mới chuyển được cái tâm mình, mới cảm nhận được mình có khả năng chuyển hóa tâm mình. Nên chúng tôi thường nói với các em trong mấy trường đại học á, nếu mà muốn học Phật pháp á, thì phải có sự hành trì như hành thiền quán mới hiểu được lời Phật dạy, mới cảm nhận được sự lợi lạc của việc mà tu đạo, của việc mà học Phật pháp. Chứ bằng không là một mớ lý thuyết suông thôi. Nên ha, ở đây Đức Phật ngài dạy, nếu mà còn có ai mà hành được bảy cái pháp này đó thì tăng đoàn thì còn có sự đoàn kết, còn được hưng thạnh. Còn bằng không á, nếu mà có sự chia sẻ nghi kỵ, mất đoàn kết hay là không có sự thực hành chân chánh á, thì tự mình hại đạo mình, cũng như là ký sinh trùng trên thân sư tử, mang thịt sư tử mà thôi. Nên điều này đó Đức Phật ngài dạy không chỉ riêng cho người Phật tử xuất gia, các vị xuất gia tăng ni thôi, cả hàng Phật tử tại gia cũng vậy. Nhưng chúng ta thấy đó, nhất là đời hiện giờ đó, ở Mỹ, ở Việt Nam, bất cứ chỗ nào, vì đôi khi nếu không có sự tôn kính các bậc trưởng thượng, đôi khi có những cái việc này việc nọ, rồi nhất là những cái bài báo bên ngoài đời đó, là những người mà theo tôn giáo khác á, thấy những cái lỗi lầm của đạo Phật á, thì lại đăng báo, khiến cho rất là nhiều người mà họ không có, hay là họ chưa có tín tâm Phật pháp á, cần thối thất hơn nữa. Nên đối với Phật tử chúng ta ha, nên cố gắng bất cứ chuyện gì phải cố gắng gìn giữ, bảo vệ Phật pháp. Và để bảo vệ Phật pháp, chính nhất là mình hành trì, và chính nhất là mình thương với nhau, hỗ trợ với nhau, khuyến tấn với nhau tu tập. Nếu mình không có nói những lời khuyến tấn thôi thì mình im lặng, chứ bằng không á, là mình gây những cái sự chia rẽ trong tăng đoàn, gây những sự chia rẽ, mất đoàn kết, hay là những sự lục đục trong chùa đó, thì làm người ngoài đó, họ sẽ chê cách, chê cười, rồi từ từ ha. Phật pháp được bị suy đồi ha. Nên trong bất cứ hoàn cảnh nào á, chúng ta cũng nên cố gắng giữ cái tâm chánh niệm của mình, có sự tu tập chín chắn theo lời Phật dạy, thì đó là cách là mình hoằng pháp lợi sanh á, cách là mình gìn giữ diền mối của Phật pháp trong hiện đời và trong tương lai. Và thôi, cũng quá giờ, chúng tôi xin tạm dừng ở đây ha, để kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.